Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Thái Nguyên tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2020. Khai mạc triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Tích cực ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 5, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 đợt thiên tai, 10 đợt nắng nóng diện rộng, nhiều đợt mưa to kèm lốc sét và chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão, khiến 7 người chết, 8 người bị thương, thiệt hại gần 110 tỷ đồng. 3 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra một đợt thiên tai, ước tính thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng. Nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng các địa phương đã xây dựng phương án phòng chống theo phương châm 4 tại chỗ sát với tình hình thực tế. Tổ chức huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra toàn bộ hệ thống các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, giao thông, sửa chữa các công trình hư hỏng xong trước mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Khi thiên tai xảy ra, công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên các gia đình bị ảnh hưởng đã được các cấp ngành, đơn vị địa phương tích cực thực hiện. Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế. Bởi ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, có tư tưởng chủ quan nên thiên tai xảy ra thì lúng túng, bị động. Một số địa phương, đơn vị thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ và chính xác theo quy định. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa các nguồn lực khi thiên tai xảy ra. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thường xuyên cập nhật tình hình, bám sát cơ sở để kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện. Các cơ quan thông tấn báo chí cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Cũng trong ngày 14 tháng 5, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã dự và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Phú Lương. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc chỉ định đồng chí Ngô Thành Trung, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Phú Lương nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương nhiệm kỳ 2016-2021. Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Ngô Thành Trung sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần cầu thị, khiêm tốn, không ngừng học hỏi, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, đồng chí tân Phó Bí thư Huyện ủy Phú Lương khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, không ngừng phấn đấu rèn luyện và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong huyện để góp phần xây dựng Phú Lương ngày càng phát triển và giàu mạnh. Ngày 14 tháng 5, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã dự và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo quyết định số 1068 ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, điều động đồng chí Phạm Bình Công là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương về nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 15 tháng 5 năm 2020.
Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng với hơn 30 năm kinh nghiệm công tác ở nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau, đồng chí Phạm Bình Công sẽ tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao phó. Ngày 14 tháng 5, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức khai mạc triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày tại triển lãm được chia làm 4 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn hóa kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại. Một số hình ảnh 7 lần Bác về thăm Thái Nguyên và thành tựu kinh tế xã hội của Thái Nguyên sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới. Nhiều tác phẩm tại triển lãm có lưu giữ bút tích của người như những bức ảnh tư liệu, tranh sơn dầu giới thiệu về các hoạt động của người tại ATK Định Hóa Thái Nguyên trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Đến với triển lãm, cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là học sinh, sinh viên sẽ hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 20 tháng 5 tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên. Nhân dịp này, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trao tặng 150 cuốn sách viết về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên. Thành ủy Thái Nguyên vừa tổ chức công bố quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan khối đảng, đoàn thể trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ cơ quan khối đảng và Đảng bộ cơ quan khối dân thành phố Thái Nguyên. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ các cơ quan khối đảng, đoàn thể là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên gồm 10 chi bộ với 77 đảng viên. Việc hợp nhất hai đảng bộ thành lập Đảng bộ các cơ quan khối đảng, đoàn thể là sự cụ thể hóa Nghị quyết 18, Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Mặc dù không phải là địa phương được tỉnh Thái Nguyên chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện, tuy nhiên với sự chủ động, tập trung và trách nhiệm, đến nay Thị ủy Phổ Yên đã và đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo sát sao các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kế hoạch, sau khi hai đơn vị được Đảng bộ thị xã Phổ Yên lựa chọn tổ chức xong đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 là Đảng bộ xã Đắc Sơn và Đảng bộ công an thị xã. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 5 sẽ diễn ra đại hội Đảng bộ xã Hồng Tiến lần thứ 22. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên thời gian đại hội đã bị lùi lại đến cuối tháng 5 này. Trước thực tế đó, bên cạnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Đảng bộ xã Hồng Tiến đã chủ động tập trung chuẩn bị các điều kiện cho đại hội. Đến nay, các công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất theo đúng quy định của điều lệ đảng. Tất cả các chi bộ thì đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp và đúng như là dự kiến cũng như là lịch duyệt của Đảng ủy xã Hồng Tiến. Thế và đối với công tác nhân sự thì thực hiện các công văn, văn bản hướng dẫn thì chúng tôi đã triển khai các cái bước quy trình theo cái chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tức là thực hiện 5 bước, đến nay đã đầy đủ và đã báo cáo với Thị ủy Phổ Yên để chờ cái lịch duyệt đại hội. Là một trong 3 công trình được Thị ủy Phổ Yên lựa chọn làm công trình chào mừng đại hội đảng các cấp, dự án Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên làm chủ đầu tư đã hoàn thành giai đoạn 1, chính thức mở cửa đón bệnh nhân đến khám chữa bệnh vào cuối tháng 12 năm 2019. Sau gần 5 tháng đi vào hoạt động, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song bệnh viện đã khám và điều trị được trên 28.000 lượt bệnh nhân, bình quân đạt số giường bệnh điều trị là 150 giường.
trong giai đoạn tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm giai đoạn bước 2 là 150 giường, giữ vững uy tín và sẽ tuyển dụng thêm các cái y bác sĩ giỏi và có nhiều kinh nghiệm để đáp ứng với lòng mong mỏi của nhân dân. Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các kế hoạch hướng dẫn của tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Thị ủy Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng trình tự, quy định. Đến nay, 100% các đảng bộ cơ sở đã hoàn thành xong đại hội các chi bộ trực thuộc. Đại hội điểm của hai đảng bộ được lựa chọn diễn ra thành công, đảm bảo các quy định của điều lệ đảng. Đây là cơ sở quan trọng để 43 đảng bộ còn lại rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội. Song song với đó, công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ thị xã lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đang được Ban Thường vụ Thị ủy chuẩn bị tích cực. Cho đến thời điểm này thì đối với tiểu ban văn kiện thì cũng đã chuẩn bị cơ bản xong các cái nội dung, nhất là cái dự thảo báo cáo chính trị trình với đại hội. Đang xin tiếp tục xin ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thị xã và sau đó thì xin chuyển xuống cho các xã để tiến hành tham gia ý kiến trong đại hội. Về cái công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ thị xã Phú Yên thì cơ bản đã thống nhất xong và xin ý kiến các đồng chí ban chấp hành xong, và tới đây thì thị xã Phú Yên sẽ tiến hành thực hiện các bước quy trình nhân sự, theo đúng tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực trên cơ sở kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, sẽ góp phần tạo tiền đề để đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của Thị ủy Phú Yên đạt kết quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đưa thị xã Phú Yên ngày càng vững bước trên con đường hội nhập và phát triển. Cũng trong ngày 14 tháng 5, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ, thực hiện phóng sự điều tra cho gần 30 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, giảng viên nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, người đã thực hiện nhiều phóng sự điều tra, đạt nhiều giải báo chí quốc tế và quốc gia, đã chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp thực hiện các phóng sự điều tra. Đây là nguồn kiến thức thực tiễn quý báu để các nhà báo trau dồi nghiệp vụ, thực hiện nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, tạo hiệu ứng xã hội tốt. Lớp tập huấn là một trong nhiều hoạt động được Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 5. Ngày 13 tháng 5, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã họp triển khai chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án xây dựng tháp anten truyền hình Thái Nguyên. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng diện tích trên 21.000 m2, trong đó 17.000 m2 đất được điều chuyển của Trung tâm Nghiên cứu Xét Bắc Thái và dự kiến thu hồi trên 4.000 m2 đất từ một số hộ dân và đất công của phường Gia Sàng ở khu vực lân cận. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm. Giai đoạn 1 sẽ thu hồi gần 2.900 mét đất rừng sản xuất là đất công của phường Gia Sàng, trên 330 mét vùng đất thổ cư và đất trồng cây lâu năm của 5 hộ dân. Tại cuộc họp, sau khi Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên trình bày phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phần tài sản trên đất của 5 hộ, đại diện các hộ dân đều nhất trí với phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định của nhà nước. Thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Ngày 13 tháng 5, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã ký kết hợp tác triển khai giải pháp chuyển đổi số, kết nối các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thỏa thuận được ký kết giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và công ty trách nhiệm hữu hạn Atalink nhằm cung cấp các giải pháp chuyển đổi số, nâng cao tính năng quản trị của Hiệp hội cũng như hiệu quả tương tác giữa doanh nghiệp, hội viên và cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên với các doanh nghiệp trong cả nước. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn được thụ hưởng các tính năng tương tác trực tuyến trong quản trị doanh nghiệp như quản lý nhân sự, quản lý mua bán hàng, quản lý và cung cấp khách hàng. Hoạt động ký kết lần này sẽ mở đầu cho hàng loạt các chương trình hợp tác được cụ thể hóa trong thời gian tới tại từng doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng là tiền đề cho sự đổi mới về phương thức kết nối, tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư toàn cầu của cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên trong bối cảnh của cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân
đang dần khẳng định vai trò, vị thế và có đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, của tỉnh. Vị trí của doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và thương mại đang có sự phát triển rất mạnh mẽ. Thực tế cho thấy sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân đang tạo đà thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nền kinh tế cũng như góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn. Là một trong những doanh nghiệp tư nhân hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực thương mại, vật liệu xây dựng, hiện công ty cổ phần thép Hà Căn đã có chi nhánh ở nhiều địa phương trong cả nước, doanh thu hàng năm đạt từ 1.500 đến 2.000 tỷ đồng. Với mục tiêu phát triển toàn diện, năm 2018, công ty đã đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến phôi nhôm aluminum Hàn Việt tại khu công nghiệp Điềm Thụy có công suất 72.000 tấn một năm với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Dự kiến khi nhà máy hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động và nộp ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Khi công ty Hà Căn đã đứng vững trong thị trường sắt thép xi măng vận tải thì chắc chắn Hà Căn phải mở rộng sang các lĩnh vực khác để làm thế nào mình cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội. Trong lĩnh vực xuất khẩu, tỉnh Thái Nguyên ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong ngành may mặc. Với giá trị xuất khẩu đạt trên 390 triệu đô la Mỹ mỗi năm, các doanh nghiệp may của Thái Nguyên chiếm 71% giá trị xuất khẩu khu vực kinh tế địa phương. Chỉ tính riêng quý 1 năm 2020, kim ngạch xuất khẩu ngành may mặc của tỉnh đạt trên 71 triệu đô la Mỹ. Không chỉ đóng góp vào chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, ngành may mặc của Thái Nguyên cũng đang tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội địa phương. Công việc ở đây rất là phù hợp với em, tại vì là điều kiện môi trường nó cũng sạch sẽ, thoáng mát. Mong muốn của em thì là muốn công ty càng ngày càng phát triển thì thu nhập của công nhân nó sẽ được nhiều hơn. Sự đóng góp của kinh tế tư nhân là điều đã được khẳng định qua thực tế. Tuy nhiên hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Chính vì vậy, những chính sách hỗ trợ kịp thời của nhà nước sẽ là bệ đỡ quan trọng, tạo đà và nguồn năng lượng mới cho các doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Để mà thực hiện được tăng tốc, thực hiện được đột phá thì chúng tôi nghĩ rằng cần phải có cái sự hỗ trợ về vấn đề chính sách, hỗ trợ về vấn đề đào tạo, hỗ trợ về vấn đề tài chính để trở thành một cái hệ thống mạnh. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó phải có Đảng và Nhà nước là chung tay đồng hành và kiến tạo cho doanh nghiệp. Thái Nguyên hiện có trên 6.800 doanh nghiệp đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực với hàng trăm doanh nghiệp đăng ký mới hàng năm. Đây sẽ là đòn bẩy để Thái Nguyên hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tái bùng phát tại một số địa phương. Tại Thái Nguyên, hiện chưa phát hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, do ở vị trí giáp danh với các địa phương đang có dịch như Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nội, nên nguy cơ bệnh dịch tái bùng phát trên địa bàn tỉnh là rất cao. Bởi vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương, không chủ quan để dịch tái phát, lây lan trên diện rộng, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cho các hộ chăn nuôi, nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh tại địa phương. Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là lợn thương phẩm đến các cơ sở giết mổ. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các địa phương tích cực kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh đến tận cơ sở, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao, nhằm phát hiện sớm, xử lý dứt điểm ổ dịch khi mới phát hiện. Kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân, chính quyền địa phương, giấu dịch, không khai báo, tự ý chữa trị, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh, chất thải vật nuôi ra môi trường dẫn đến dịch lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại kinh tế, ô nhiễm môi trường. Các sở ngành đơn vị địa phương cần xây dựng kế hoạch và các giải pháp ứng phó khi có dịch xảy ra, chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật tư, kinh phí để kịp thời triển khai chống dịch có hiệu quả. Tiếp tục chương trình thời sự là những tin tức đáng chú ý khác. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2020, ngày 13 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã thăm và động viên 5 gia đình nạn nhân bị tử vong và bị thương tật do tai nạn lao động. Trên địa bàn huyện Đại Từ, huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên, tại các nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ và động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống,
đồng thời đề nghị các đơn vị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chú trọng hơn nữa tới công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng tránh nguy cơ rủi ro xảy ra tai nạn lao động. Bên cạnh đó, các công nhân lao động cũng cần nâng cao hơn nữa ý thức đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất. Ngày 14 tháng 5, Hội Phụ nữ huyện Đồng Hỷ phối hợp với Hội Phụ nữ cụm thi đua số 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm và tặng 110 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo và những hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở Bản Tèn, xã Văn Lăng, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Đồng thời, tặng 500 chiếc khẩu trang cho các hội viên phụ nữ xã Văn Lăng, tổng trị giá quà tặng là 22 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn cho gia đình các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sớm ổn định cuộc sống. Phòng khám ngoại trú của Trung tâm Y tế huyện Phú Lương đang quản lý gần 280 bệnh nhân nhiễm HIV, trong đó có 268 bệnh nhân đã có thẻ bảo hiểm y tế, giúp công tác theo dõi và đánh giá quá trình, hiệu quả điều trị cho bệnh nhân khá thuận lợi. Theo thống kê của đơn vị, trong số 280 bệnh nhân có tới 95% người bệnh thực hiện tốt việc tiếp cận điều trị thường xuyên và liên tục. Để tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị cho người nhiễm HIV, Trung tâm Y tế huyện đã và đang tiếp tục tuyên truyền vận động người bệnh và áp dụng nhiều chính sách với mục tiêu phấn đấu 100% bệnh nhân nhiễm H có thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6. Trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương được dừng các phương tiện để kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định mà không cần chỉ ra lỗi vi phạm ban đầu. Công an tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân và quy trình công tác, thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành y tế về việc đeo khẩu trang, găng tay và các dụng cụ bảo hộ để đảm bảo an toàn cho mình và người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Năm học 2020-2021, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu đối với 6 chuyên ngành đào tạo chính quy, gồm y khoa, dược học, răng hàm mặt, y học dự phòng, điều dưỡng và xét nghiệm y học. Trong đó, y khoa, dược học và điều dưỡng vẫn là những ngành có số lượng chỉ tiêu lớn nhất. Năm nay, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên áp dụng hình thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Bên cạnh đó, công tác xét tuyển sẽ thực hiện theo quy định các tiêu chí xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với khối ngành sức khỏe do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chốt phương án cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Theo đó, thí sinh trung học phổ thông năm nay sẽ trải qua 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp. Thời gian thi trong 2 ngày và quan trọng là đề thi sẽ giảm bớt áp lực cho học sinh. Ngay sau khi chốt phương án thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố đề thi minh họa. Hiện các trường đang tăng cường tổ chức ôn tập cho học sinh trên tinh thần bám sát nội dung chương trình tinh giản mà Bộ đã đề ra. Đây là tuần thứ 3 học sinh khối 12 đi học trở lại. Ngoài giờ lên lớp, phần lớn các em đã chủ động hệ thống lại kiến thức đã học tại nhà, đồng thời luyện thêm đề thi trung học phổ thông của những năm trước và đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới công bố. Tất cả các giáo viên bộ môn đã ngay lập tức là chữa bộ đề minh họa cho chúng em trước. Sau đó thì các giáo viên bộ môn đã thiết cái phân tích với bộ đề minh họa cho chúng em để bọn em có hướng ôn tập từng phần một của cái đề minh họa. Sau đó thì giáo viên còn phát triển cái đề minh họa theo các cái hướng khác nhau để bọn em có cái thời gian làm rèn luyện thêm. Hiện nay, tinh thần chung của các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh là học sinh khối lớp 12 sẽ chú trọng đến nội dung ôn tập đã được tinh giản và bám sát chương trình học theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, học sinh sẽ được ôn tập chung các môn toán, văn, ngoại ngữ với tổ hợp tự nhiên và xã hội. Học sinh đăng ký bài thi tổ hợp nào sẽ lựa chọn ôn tập môn học đó, giúp các em chủ động ôn tập, tránh giàn trải. Khi mà có bộ đề minh họa đưa ra thì nhà trường cũng yêu cầu là các đồng chí giáo viên là phải nghiên cứu kỹ cái bộ đề, phân tích cái bộ đề đấy. Sau đó thì đưa ra những cái nội dung phù hợp để hướng dẫn học sinh có thể đáp ứng được cái yêu cầu đó. Không chỉ là yêu cầu cơ bản mà còn là cả cái yêu cầu nâng cao của đề. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường sẽ linh hoạt, chủ động trong việc tổ chức dạy và ôn tập cho học sinh khối 12. Trong đó chú trọng bồi dưỡng kiến thức mới, củng cố kiến thức đã học trực tuyến trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19. Hiện các trường cũng đang xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử,
để học sinh làm quen với đề thi cũng như cách thức tổ chức thi mới của năm nay. Sau khi mà kết thúc cái chương trình năm học 2019-20 thì nhà trường sẽ tổ chức một cái kỳ thi thử cho học sinh khối 12. Và qua kỳ thi này thì sẽ đánh giá được cái mức độ học sinh xem là các em còn thiếu kiến thức ở chỗ nào. Và từ đó thì nhà trường sẽ có kế hoạch ôn tập bổ sung cho các em trong thời gian tiếp theo. Hiện nay là đang có định hướng là sở sẽ tổ chức thi chung. Thì nhà trường cũng sẽ thực hiện theo những quy định của ngành giáo dục. Đấy, công tác tổ chức thi thử cho các em để chuẩn bị cho các em là những kiến thức rồi thì là cái tâm lý, cái hành trang tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi này. Theo kế hoạch, ngày 15 tháng 7, học sinh lớp 12 sẽ kết thúc chương trình học và từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 chính thức diễn ra. Bên cạnh sự nỗ lực của nhà trường trong công tác ôn tập, thì các em học sinh khối 12 cần chủ động xây dựng kế hoạch, tự học và ôn luyện để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.